Ồ, khó hơn. Khó hơn. À, khó hơn. Dạ, khó hơn. Ok, đi Hàn Quốc khó hơn. Ồ, người Trung Quốc đi Hàn Quốc phải xin visa đúng không? Phải, dạ. Ok, phải xin visa. Dạ. Dạ. Khó Người hơn ở Việt Nam. khó hơn đi Việt Nam. Khó hơn đi Việt Dạ. Nam. Dạ. Ok. Dạ. Vậy là ok. Còn Nhật Bản thì sao? Bạn thì sao? Đây. Bạn gái em có phải xin visa đi Nhật không? Phải, dạ. Ok, vậy là không dễ. Ở Việt Nam có nhiều người đi du lịch Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản. Ok. Thái sao? Tại Họ vì nghĩ sống ở Việt Nam rẻ. không, ở Việt Nam có nhiều người đi du lịch Oh, Hàn đi Quốc du lịch và ở Hàn Nhật Quốc Bản. và Nhật Bản. Ok. Không 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 có nhiều ngồi chung. Không có Không. nhiều người chung đi. Đi du lịch. Đi du lịch ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở Việt Nam có nhiều người đi du lịch chung không? Có, Có ok. có nhiều người đi du lịch chung, có nhiều người đi học ở Trung Quốc, đi học ở Trung Quốc, và đi làm nữa, đi làm ở Trung Quốc. Hiểu. So em, so chị cho em hỏi. Oh, yeah, okay. How do you say by the Làm sao nói by the way? Không way? có. Không có. Người 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 Việt không Okay. có, nhưng mà thường thường thì thường thì nếu mà em muốn đổi chủ đề á, đổi chủ đề, change the topic, đổi Okay. chủ đề, Okay. đổi Okay. chủ đề thì nói thôi, bây giờ mình nói về gì đó, xong rồi đi cái này, I just Ok, change this. đổi chủ đề thì nói ở Đà Nẵng là ngồi Đà Nẵng nói thế gì? Người Đà Nẵng nói tiếng Đà Nẵng, Tiếng Đà Nẵng. tiếng 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 miền Trung. quê, tiếng quê không? Không, tiếng người Đà Nẵng dễ nghe hơn tiếng Huế, Dễ. dễ nghe, dễ dễ nghe, Oh. easy, dễ nghe hơn, easier to listen, easier to Ok. understand. Yeah. Thì tiếng người Đà Nẵng dễ nghe hơn tiếng Huế. Ok. Nếu em đi Đà Nẵng, em nói dòng miền Nam được không? Được. Được. Oh, ok. Được. Ok. Nhưng người Đà Nẵng có thể sẽ dùng một số từ khác miền Nam. Ví dụ. Ví dụ là chị không biết, nhưng mà chị có gửi một trang web cho em. I send Ok. you a website. Chị có gửi một trang web cho em. Oh, ok. Và em mở ra thử đi. You said okay. Em thái, thái rồi. Rất nhiều từ khác. Rất nhiều từ khác từ miền Nam. Nếu chị đi Đà Nẵng, chị có thể hiểu không? Chị hiểu 80%, tám Ok. tám mươi 85%, một số từ lạ chị không biết, nhưng chị đoán được. Ok. Đoán được. He là ngồi chung.
nối vội, ngồi, thác, khổ, đổi, dòng, không. Có thể có hoặc có thể. không. Có thể có hoặc không. Nếu người người miền Trung đó, mình sẽ gọi là người miền Trung nha, người miền Trung. Mình sẽ không gọi là người Trung, tại vì người Trung là Chinese. Okay. Yeah. Người Trung là, tại vì gọi là người người Trung Quốc á, ha, thì có thể người ta sẽ hiểu nhầm là Chinese. Rồi. Nếu người miền Trung đó kiểu là đã từng gặp người hoặc là đã từng đi làm ở miền Nam, thì họ có thể đổi giọng từ miền Trung sang miền Nam. Nhưng nếu họ chưa bao giờ ra khỏi miền Trung thì sẽ không đổi giọng. Okay, that last part. Không hiểu. Okay, thì sẽ không đổi giọng. Giọng. Okay. So they won't change their accent. Okay. Yeah. Okay. Hay lắm. Yeah, vì em thủng là dòng trông là thèn thèn khỏe. Thèn khỏe là gì? Thèn khỏe là khỏe, quế, quế, khuế. Okay, hold on. H, how do you think? I think it's top of the chữ. I think it's like this. Quế. À, Huế. Okay, oh, I can see it. Okay. Dạo. So không phải khỏe, có nhiều tiếng đúng không? Đúng rồi, có nhiều giọng miền Trung khác nhau. Oh my god. Có nhiều giọng miền Trung khác nhau. Giọng Huế thì có thể làm, chỉ có thể đọc một xíu giọng Huế, như ví dụ như là có. So thay vì nói có, họ sẽ nói có. Instead of saying có, they will say có. And nhiều giọng miền Trung. So they say miền Trung. Miền Trung, người Nam thì sẽ là miền Trung. Okay. Giọng Huế, miền Trung. Khác. Thì thay vì nói khác, họ sẽ nói khác. Okay. Yeah, và gọt nhau thì cũng là nhau thôi. Hoặc là nhau, khác nhau. Khác nhau. Em hiểu không? Mà không một chút. Let's see here. Okay, there we go. Okay. Yeah. Okay, yeah, hai lam. Okay. Vì em thủng, nếu em đi Đà Nẵng, em phải học like tiếng Đà Nẵng. Nhưng không phải không cần. Không cần. Chị nghĩ là nếu em đi Đà Nẵng thì sẽ ok, nhưng nếu đi Huế thì sẽ chắc là phải học tiếng Huế. Tiếng Đà Nẵng thì cũng được. Cũng được. It's okay. cũng được. Chị thấy nếu em đi Việt Nam, là ngồi Việt Nam, gặp em nói tiếng Anh không? Chắc sẽ nói với em bằng tiếng Anh. Nhưng nếu em nói tiếng Việt, họ sẽ nói tiếng Việt. Okay. Okay. Ở Thái Lan không phải. Không phải. Vì sao? It's not like that. Họ nói với em bằng tiếng Anh.
Or how do you like it's not like that? Không phải như vậy. Ở Thái Lan không phải như vậy. Không phải nhiều vai. Không Yeah. phải như vậy. Anh không phải nhiều vai. Okay. Ở Thái Lan không phải nhiều vai vì em đi ở Phuket. Và Phuket có rất nhiều du lịch khách sạn Khách du lịch hả? khách du lịch đúng rồi Khách khách du du lịch. lịch dạ khách khách du lịch nên ngồi ở đó hiểu tiếng Anh rồi dạ hiểu tiếng Trung tiếng Anh là tiếng Nga rồi Ok. Người ở đó không nói tiếng Thái với em hả? Ok, có. Dạ, có. Nhưng em, well, nếu em đi nhà hàng Western? Nhà hàng Tây. Ok, Nhà hàng Tây. nhà hàng Tây. This one. Nhà hàng Tây. Ok, nhà hàng Tây. Là ngồi tay với em nói tiếng Anh nhưng em cũng cũng practiced Cũng luyện nói. ổn luyện Luyện nói, practice speaking. Linh nói em cũng Linh nói Linh nói nhưng sometimes I think Có khi, có khi, có khi hoặc là thỉnh thoảng, thỉnh ok có thoảng. khi họ trả lỗi tiền ăn Ok. Tiếng Yeah. Thái, em học tiếng Thái lâu chưa? Tao chưa. Em bắt đầu học tiếng Thái và tiếng Việt nhau same Cùng lúc. cùng Cùng lúc. lúc. Ừ, Dạ, cùng cùng lúc. lúc. Nhưng em đuổi hình thai hay hơn. Nói tiếng Thái hay hơn. Ok. Em thấy tiếng Thái khó hơn không? Khá không không Khó, khó hơn, khó hơn. không khó dạ thật ra em nghĩ là thính thính Thái và thính thính Việt dạ không khó không khó Ok, tiếng Trung khó. tiếng Trung khó Đúng hơn rồi, dạ dạ khó tiếng hơn tiếng Trung rất khó. dạ Khi em học tiếng Thái, cô giáo của em có viết tiếng Thái không? yeah so so em thích I like challenges Em nói thế thích nào thử. Ok, em thích thử thách. Okay. Challenges, challenge, thử Okay. Em thích thử thách. Vì em đầu tiên chọn họ hai thiên thai. học Thái, tiếng Thái, học tiếng I Thái. chose to study Thai. Đúng rồi, em chọn học tiếng Or Thái. first, or I chose to study better Thai first. Ok, so lúc đầu em chọn Lúc học đầu. like choose to study better, so you mean So em vì vì em bắt đầu học
thành Thái và thành Việt cùng lúc. Ừ. Nhưng vì em thích thử thách, em chọn đầu tiên first. Oh, em chọn học tiếng Thái trước. Oh, yeah. So like, so you decided to learn Thai first. Or let's focus more on it first. Okay, right. So, viết tiếng Thai, khó lắm hả? Rất khó. Khó hơn tiếng Trung. Oh, khó hơn tiếng Trung. Wow. Trời, khó dữ vậy. Okay. So để chị giúp em nói cái câu kia. Cuối cùng thì em chọn tập trung vào tiếng Thái trước. Ở đây mình sẽ dùng chữ trước. Yeah. Chữ trước sẽ nằm ở cuối ha, là first. Ok, em chọn tập trung vào tiếng Thái trước. Ồ, chị thấy viết tiếng Thái là chị không viết được và cũng không hiểu gì. vậy là cô giáo của em đánh máy tiếng Thái hả? Đánh máy, đánh máy tiếng Thái. Đánh máy, được. Dạ, đánh máy được. Ồ, em học. Ồ, có lẽ một trăm học. Or một, one, một one trăm year. Một năm. Học một một năm. Năm. Oh, that's right. Một năm. Một, yeah, một năm. Năm. Wow. Yeah. Một rất năm. Lâu. Yeah. Trời ơi. Vậy là em biết đánh máy tiếng Thái không? Dạ, bây giờ biết. em học đánh máy tiếng Thái ở đâu? Oh, em không có, em I memorized. Oh, em ghi nhớ. Hoặc là memorize, like learn by heart. Đúng rồi. Okay, so đấy là học thuộc lòng. Học thuộc lòng, memorize or learn by heart. Học thuộc lòng. Học thuộc lòng. Yeah. Học thuộc lòng. Yeah. Wow. Và em có tập viết mỗi ngày không? Tập viết. Practice writing, tập viết. Practice writing. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Không phải mỗi ngày. Vì em thấy, or em nghĩ nói important hơn. Ok. Nói quan trọng. Quan quan trọng. Trọng. Quan trọng. Yeah. This wait. It keeps changing my text to an icon. Okay. Okay. So, em nghĩ nói quan trọng hơn. Quan trọng. Okay. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Em nghĩ nói quan trọng hơn. Yeah, vì em sống ở ở chung, em học viết và đọc và nghe, nhưng mỗi ngày em dùng nói. Nhưng và nếu em không nói rất tốt, là người like locals, người địa phương không và không nói chuyện với em. Đúng rồi. Vì là người địa phương nghĩ là người nước ngoài không không có thể nói tiếng Trung. I think it's just the same all. Okay, we're already at 5 minutes, but I think it's the same like all over the world. Like, so you have to speak well, or else people
Well, really? Yeah, đúng rồi. Help Họ so họ họ sẽ nghĩ là em không nói được và họ sẽ nói tiếng Anh với em. Ok, chị hiểu. Okay, so we can end. So yeah, have a tea cảm ơn and hang up em. that. Hẹn gặp lại em nha. Ok, Okay, bye-bye. let me record this. Bye bye em. Bye-bye.